Chúng tôi xin trân trọng chào mừng quý khán giả đến với chương trình Người Việt Channel và trên Facebook là Người Việt Channel. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là chương trình của bác sĩ Ngô Đánh, Bá Định từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin chào bác sĩ đẹp trai Ngô Bá Định. Ôi dạ vâng, xin trân trọng kính chào chú Hoàng Bách và trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Người Việt Channel chúng ta. Hy Dạ vâng. vọng là những cái cuộc nói chuyện mình nó mang thêm một một vài điều bổ ích trong ngày là được rồi. Thì cháu nghĩ là mình nên nói ngắn, mỗi lần nói cháu nghĩ nên là dưới 30 phút. Mà nếu mà cái việc mà có quá nhiều tin mà kinh thiên động địa mà đụng tới cái ảnh hưởng đến tình hình tương lai đất nước, mà có thể ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người dân Việt Nam di dân mà tị nạn mà đến đất nước này, thì lúc đó mình có thể nói dài hơn một chút. Nhưng mà cháu nghĩ đa số chúng ta nên nói giữ làm sao mà khoảng 20 25 dưới 30 phút là thì mà chỉ cần một vài điều thôi thì mà nó bổ ích cho cái quý bà con cô bác đang lắng nghe cái podcasting này, thì cháu nghĩ nó là có lợi nhé. Và Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã đề nghị. Bây giờ mình cũng chương trình, các chương trình cũng luôn ngắn thôi. Ngoại trừ cái chương trình nào mà dài đó, vì cái chương trình đó hấp dẫn, nó có tính cách thời sự phân tích thôi, chứ đa số là khoảng 40 phút trở lại. Hôm nay là tối thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023, chúng tôi và bác sĩ Ngô Bá Định kính chúc quý vị sau khi nghe đài đi ngủ thật một cách rất là thoải mái, yên giấc. Và chúng tôi cũng kêu gọi quý vị và subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Bây giờ xin chào bác sĩ, và bây giờ cái điều quan trọng muốn nói là về cái COVID-19 có điều gì nhắc nhở với quý khán giả chúng ta một cách ngắn gọn. Quý vị nhớ là cái BA4, BA5 đó vào cái mùa thu năm ngoái đó, nó là chủ thể, nó là cái 8, 70, 80% có chắc ca của nước Mỹ này. Mà chú biết bây giờ nó chỉ còn bao nhiêu không? Chỉ còn 2% thôi. Ngọc. Mà cái con nào đang tiến lên không, là cái con B, B, XBB mà 1.5 đó. Giống như chữ Xbox đó chú. X, B, B là BB đó. 1.5. Cái con đó là bây giờ là 48-50% ở nước Mỹ chúng ta, có thể trong 1-2 tháng nó sẽ trở thành 70-80% luôn. Và Nguy hiểm cái không bác sĩ? Nguy hiểm không? cái con này nó tránh né được cái hệ thống miễn nhiễm của mình nhiều hơn, và nó cái đầu sừng nó gắm vô trong những cái ACE receptor trong người mình. ACE receptor nằm trong phổi, bộ hô hấp, ở trong bộ tiêu hóa, trong thận, gan, và có thể một phần não bộ thần kinh nữa. Thì khi mà nó gắn chặt vào đó, nó không chịu bỏ rời ra, cho nó gây, nó sinh sôi nảy nở, nó gây sự tiêm nhiễm nhiều hơn. Và cái mức độ mà nặng đó, nếu mà những người mà không có vaccine đó, thì sẽ bị nặng hơn những cái con lúc trước như BA.4.5 hoặc là cái con Omicron mà thời mà nguyên thủy, hoặc là những cái con mà ngay con mà xuất xứ mà tiền tiền thân từ bên Vũ Hán đó chú, thì nó mạnh hơn những con đó nhiều. Cho nên quý vị nên biết nên chích cái mũi cập nhật hóa, tức là cái bivalent đó, hoặc là updated shot. Khi mình chích như vậy đó, khả năng mà mình không bị chết ít hơn 13 lần những người không chích, hoặc là những người chích mà không chích cái mũi mới nhất đó chú, là cái khả năng mà bị chết đó ít hơn 1/2, tức là 50%. Tức là cái người mà chích mà không có chích cái mũi update này đó, cái khả năng họ bị vô nhà thương và chết thiệt mạng đó nhiều hơn gấp đôi cái người mà chích. Cho nên chúc mừng chú đã chích cái mũi gan cập nhật hóa rồi, cháu cũng chích rồi, cháu khuyên tất cả những người nào nên chích hết. Mà quý vị nên nhớ, những người mà từ 5 tuổi, 6 tuổi mà chích cho đến 49 tuổi đó, thì khả năng mà nó không bị nhiễm trùng mà có triệu chứng, có thể mình bị covid nhưng mà mình không có triệu chứng nha. Nhưng mà những người mà đã chích rồi đó, cái mũi update đó mà dưới 49 tuổi đó, thì khả năng mà họ không có bị có triệu chứng nhiễm trùng covid-19 mà có triệu chứng như là nhức đầu, sổ mũi, nóng, sốt, đau nhức mình bảy đau cổ họng, rồi mệt mỏi này nọ, khó thở, rồi ho đàm này nọ, hoặc là tiêu chảy này nọ, thì 48% được giảm 48%. Mà những người từ 50 tuổi cho đến 65 tuổi họ được giảm có
40% ạ. Những người này là bị giảm cái cơ nguy bị nhiễm trùng mà bị có triệu chứng đó, ít hơn. Mà cái làm lạ mình tưởng là những người mà trên 65 tuổi chú, mà chết cái này thì phải là cái khả năng mà cắt giảm vấn đề mà bị nhiễm trùng mà nó bị có triệu chứng phải 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 nhỏ hơn cái những người mà trước 65 tuổi không ạ? No, nó lại được 43%. Cái này là tài liệu của CDC là FDA chứ cháu không có đọc ra từ đầu hết. Vâng, thì 43% thế mới lạ chứ. Những người mà trên 65 tuổi chết tưởng là lớn tuổi, hệ thống miễn nhiễm yếu đi thì khả năng nó phải được bảo vệ ít hơn là những người dưới 65 phải không ạ? Nhưng mà thật ra là lại nhiều hơn. Cái người bảo vệ nhiều nhất là 48% là những các bệnh nhân mà dưới 49 tuổi. Cho nên quý vị nên mà cái điều mà tệ hại bad news đó, chú biết ở nước Mỹ này có bao nhiêu phần trăm những người như chú như cháu và rất là nhiều quý khán giả đang nghe đài mà chích cái mũi cập nhật hóa cái mũi bivalent là bao nhiêu phần trăm chú biết không? Có 15% mà. Ồ. Vâng, thì quý vị nên nhớ khi mà chích cái mũi và cập nhật hóa này đó, một số người sẽ bị hạch ở trong nách đó, thì cái số lượng không có nhiều lắm quý vị không lo, mà thường thường sau 2-3 tuần là tự nhiên nó biến hết à. Nhưng mà có nhiều người khi mà bị có hạch trong nách là sợ quá, nó thôi đừng chích, nó bị trời ơi, không có đâu quý vị, đừng có làm vậy mà hại người. Nhiều khi thần khẩu hại sát phàm đó, nhiều khi mình nói một điều giống như cái mà anh chàng bác sĩ mà ở dưới Marina Valley mà là cuồng đồ của ông Trump mà là đệ tử của ông mà Ben Carson đó, cái tay mà cũng là cuồng Trump mà bác sĩ chuyên mà John Hopkins, tay này lên Facebook nói là bệnh nhân của tôi chỉ chích uống vitamin D không có chích người á, chích người là bị theo dõi vì ông Gates nói là những cái thuốc vaccine này nó chưa, nó mới quá, nó thể làm hại thay đổi cái DNA của chúng ta như nào, là thôi đừng nên chích. Hắn ta lên Facebook nói cháu lên cháu cháu dùng lời lẽ hơi mạnh bạo trên cái anh bạn mà là bạn của cả hai đó. Anh nói Định ơi sao Định, sao Định là calm down, calm down, he's my friend too. Thế ổng là thôi rồi ổng mới cắt cái blog đó xuống. Mà chú biết không, cháu phải giận chứ, là một người bác sĩ mà đi nói người ta đừng nên chích ngừa là anh đang giết người, Đúng rồi. anh đang giết người. Chú biết không, một năm sau là mẹ của ông ta chết, chú của hắn ta chết, người em trai của hắn ta bị chết vì Covid đó. Thì thần khẩu hại sát phàm là chuyện có thật. Những cái gì mà nói láo xạo, nói những cái mà bàn môn tả đạo, cái điều mà QAnon đó. QAnon là đảng dân chủ, là những người rắn ngoài hành tinh vô. Đảng dân chủ là phút máu trẻ em, đảng dân chủ là nuôi mười mấy ngàn cô con gái 13, 14 tuổi để mà phục dâm, hộ lý cho những người đảng dân chủ. Toàn là nói trên trời dưới đất, ở nhà nước ngầm là nhất ngầm, nhà nước ngấm thì ở đâu không biết, trên trời dưới Yeah. đất. Thì rồi câu chuyện như là ông Trump là sẽ trở lại làm tổng thống vào ngày hết tháng 1 đến tháng 4 rồi đến tháng 6 rồi đến tháng 8 rồi đến tháng... rồi còn có người bạn này cũng hay hát hò với trong nhóm của cháu mà trong khi một đám group text mà chị đưa ra một cái là im lặng hết, không ai nói gì hết, mà chị thấy cũng nghe nhột. Chị nói là ông Trump khi mà bị Covid mà ông không chết á, tức là ông là thiên sứ, ổng như là người được tái sinh, như là được phục sinh á, giống như Chúa mà chết đi sống lại. Nhiều lắm. Thì đã nói cuồng là điên rồi, cuồng điên ít bao giờ chữa được lắm, uống thuốc để mà cảm nhận được thôi, chứ còn đìa cuồng điên mà không uống thuốc chú sẽ đi giết người, giết mình, lao đầu vào xe ra ngoài đường tự tử, làm những chuyện mà cảnh sát thấy cảnh sát bắn chết, mà nói tao đâu có biết mày điên đâu. Nhưng mà thật ra trong bộ cảnh sát biết đứa này chắc là bị tâm thần, nhưng mà không giết nó thì nó giết mình làm sao. Cho nên cái đứa mà điên cuồng điên mà ủng hộ Trump rồi đó, không cần biết anh là ai đó, thì quý vị nên tránh những người đó đi, đừng làm xui người đó. Có làm xui mà làm bạn cũng túc tình thâm hoặc là làm buôn bán với người đó, quý vị chỉ có chết vì thương thôi. Tại những người đó, những người mà đánh rắm thúi lên mà họ lại bịt mũi mà chỉ vô quý vị nói là mày là thằng đó. Tôi thấy đa số những người vote cho ông Trump mà có máu của ông Trump là những người họ làm những chuyện thiên luân bại lý, thương luân bại lý, kinh thiên động địa, trời không dung đất đai, mà họ lại đi nói thì ta làm chuyện đó. Họ đang ăn welfare, ăn ở housing, ăn Obamacare ha, rồi in home service ha, rồi food stamp ha,
đủ thứ tiền đấy mà họ đi chửi những người đang ăn đấy. cái đó. Bệnh nhân của tôi đây là bệnh nhân của tôi là cái tay mà bác sĩ mà chỉ là lấy tiền khác xong mà không có cái bằng cosmetic surgeon mà tại vì học hàm thuật chứ làm được cái chuyện mà thẩm mỹ á, thật ra chỉ là mà đi vô surgeon mà nhưng mà lấy được nhiều tiền cash mà đi chửi, tôi chửi những bọn mà đi làm không có đi làm lười biếng, là bọn dâm chủ lười biếng, không không có đóng thuế trong khi bố mẹ hắn ta là bệnh nhân của cháu đang ăn này ăn kia và đi lại chửi, đi chửi những người mà đồng hương của mình, những người mới qua sau này, những người thất cơ lỡ vặt, chú thấy không? Quý vị nên để ý, đừng có ngồi xuôi làm ăn buôn bán, làm bạn tâm phúc, làm bạn đời hay là giao dịch cái gì mà có tính cách mà có sự tin tưởng, cái sự liêm sĩ liêm khiết mà cái sự mà nhân hậu trong sáng. Những bọn đó đa số nó cùng cái bản chất của Donald Trump là bất nhân vô đạo đức. Ok, thì bởi vậy cho nên thấy 140 mấy thằng mà tinh trùng xương lưng bạc của Cộng hòa, sau ngày 6 tháng 1 rồi đó, riot rồi đó, đã thấy như vậy rồi mà bọn nó cũng còn vote là cái cuộc mà certification cho ông Biden là không có đồng ý. 140 mấy đứa tinh trùng lương sơn bạc, những bọn nó đã thấy cái điều nguy hại, vấn đề mà láo xạo đưa đến chết người, mà làm cái vấn đề mà bạo loạn mà có thể mà lật đổ một cái nền dân chủ nước Mỹ, mà chúng nó đâu có care đâu. 140 mấy đứa nó vote để mà phản đối vấn đề mà certify tổng thống Biden làm tổng thống. Bọn đấy bọn này á đứng dưới cái thằng kia mình mà các đi còn kinh khủng. Thằng này là bốn cái điều nói láo mà người ta fact check 6 tháng nay rồi mà người cuồng trong người Việt Nam này vẫn còn oan oản, giống như những con cá cha mà ở dưới những cầu tiêu 5 căn đó chú, bên Việt Nam ngoát cái mõm lên mà ngóng cái phân châm từng ngày từng giờ mà nói ra những điều mà hôi bẩn dơ bẩn mà bất nhân vô đạo đức. Nhưng bọn mà giờ này đó làm sao mà mở miệng ra, chúng nó nói là vấn đề mà lạm phát thì kinh tế rồi Biden là thất bại, chúng nó không thấy cái tỷ lệ mà thất nghiệp, cái tỷ lệ mà job mà có chứ, và cái tỷ lệ mà tăng trưởng về kinh tế của nước Mỹ đó gần đến mất nhối ngày hôm nay là 209%, là lần trước là 500 mấy%. Trong vòng 50 năm nay chưa có một tổng thống nào mà có khả năng vực lên một kinh tế ghê gớm vậy, với số lượng mà người mà bị mất job, cái tỷ lệ thất nghiệp thấp ơi là thấp trong vòng 50 năm nay, chứ không phải là so lại cái thời mà trước đại dịch nha chú nha. Trong vòng 50 năm nay là kinh tế nó mạnh vậy mà nở đồng nào mở miệng ra mà rất là nhiều người Mỹ ở đây nè ăn ngập đầu đầy họng của nó luôn, kinh tế tăng lên, tiền lương tăng lên, cái quê average quê của người nước Mỹ này đó đều tăng lên hết, lạm phát bây giờ đã giảm xuống so lại nhiều nước bây giờ đang lo cái chuyện lạm phát, chú thấy không, nhiều nước trên thế giới chú nghe tin tức phải không, mà nước Mỹ bây giờ cái vấn đề lạm phát giảm xuống mà cái miệng của bọn chúng, cái bọn cuồng trong đó, nó vẫn ngoan ngoác cái miệng của con cá cha mà ngóng phân trăm từng giờ ở nhà hàng, những cái nhà hàng cầu tiêu 5 căn đó chú, nó mở lòng nào nó mở miệng ra mà nó nói là kinh tế thất bại, Biden là đưa nước Mỹ vào trong vực thẳm, rồi khủng hoảng kinh tế, rồi đất nước Mỹ này thê thảm, thật là thất bại. Mà trong khi chú thấy có ai chết không, chú thấy đi chung quanh đây nè, tôi thấy ai cũng làm tiền, những nhà hàng này nhiều tiền lên, có những người có tiền mà tiếp vận mà trong đề mà đại dịch, có nhiều những người trong bản thân đó là anh của cháu nè nhận những cái check mấy ngàn đô cộng thêm những cái check mà tiền già tiền hưu của ảnh bây giờ lại social food stamp này nọ đó, thấy không? Mà nhưng mà những người như vậy người ta cảm ơn cái đất nước Mỹ này so là những nước còn lại, nhưng mà những bọn mà cuồng trăm cá cha đó mồm hôi lưỡi bẩn đó chú, nó lại cứ chửi cái chính quyền bây giờ, nó nói ngược một cách gọi là không thể nào, muốn ói luôn, không nghe mà cháu muốn ói luôn, muốn điên lên được, là nói là kinh tế nước Mỹ đang trên đà mà suy thoái ghê gớm, Biden là cái người mà làm hại nền kinh tế nước Mỹ, đưa nước mềm Mỹ vào cái vấn đề khủng hoảng trầm trọng. Trời ơi, nó không thấy những con số mà đẹp nhất tốt nhất, chưa có một tổng thống nào mà trong thời kỳ đại dịch, trong thời kỳ mà chiến tranh Ukraine đó chú, hai cái đó là chết, là chỉ có từ chết tới bị thương thôi mà nước Mỹ lại thoát được, mà những tỷ lệ thất nghiệp, cái job, cái số lượng job mà để mà có cho người ta, và cái tỷ lệ mà tăng trưởng kinh tế
Và cái giá lạm phát, mức độ giảm phát là nước Mỹ trở thành lãnh tụ thế giới trong chiến tranh, đó là bọn độc tài phát xít là Putin, Tập Cận Bình. Nước Mỹ bây giờ lãnh đạo thế giới tự do, NATO, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ tự do vấn đề bầu cử, tránh lại cái khối phát xít độc tài. Cái có mà những đứa mà nở lòng nào nó mở miệng mồm hôi nữa, mà bất nhân vô đạo đức, mà gọi là bần ti tiểu tiện tiện, mà khốn nạn như này, nếu không nói là mất dạy đó, mà dám nói là thời ông Trump là cái thời mà nước Mỹ là mạnh mẽ nhất, nước Mỹ là ổn định mạnh mẽ nhất. Bao nhiêu người chết vì Covid mà hắn ta muốn chích Lysol, muốn muốn dùng tia tử ngoại để chữa bệnh Covid, không cần phải đeo mask, không có phải lockdown hết, mở tự do kinh tế đi, nó sẽ go away như là miracle. Hắn ta sẽ bị truy tố vấn đề mà homo negligence homicide trong một thời gian ngắn ở đây, vì Donald Trump là người trực tiếp lay down cái vấn đề Covid, coi thường nó, nói láo nói xạo về cái này sự nguyên Covid, mà hắn ta trong cái Bob Woodward đó chú, hắn ta biết cái đó là go to the hell, là giết ghê gớm hơn là năm 1918 luôn, mà hắn ta lại nói ngược lại vấn đề để mà thắng cử, để mà cái viễn ảnh kinh tế tốt, để mà hắn ta khả năng thắng cử nhiều. Cái đó hắn ta sẽ bị tôi trong tương lai gần là không có xa đâu, cái đó mất khoảng 400.000 người Mỹ chết vì dưới cái thời mà hắn ta, nếu tại vì hắn ta play down vấn đề đó. Bây giờ trở lại vấn đề Kevin McCarthy, tay này nó láo, hắn ta nói là bà Pelosi đó đã đồng ý là làm việc với Donald Trump để mà giảm đi cái trần Nợ trần. nợ trần, để bằng cách là phải cắt giảm cái spending, cái chi phí chi tiêu của đất nước Hoa Kỳ này. Đó nó nói xạo, cái nó nói láo trầm nhập, cái đó không đúng. 2019 là dựa trên đạo luật kiểm soát chi tiêu của đất nước Mỹ này đó, là nó nói phải loosen cái spending cap, là cái vấn đề mà cái sự chi tiêu đó, cái trần chi tiêu đó nó phải mở rộng lên, tăng lên spending lên. Cái đó là bà Nancy Pelosi đã thương được ông Trump như vậy, chứ không có nói là cái vấn đề mà giảm cái sự chi tiêu như hắn ta đã bây giờ đang nói láo trước đài Fox, lại interview lại một người nào cũng nổi tiếng lắm, Bartomeu gì đó. Đó thì cái điều thứ hai là hắn ta nói IRS cái tiền để mà mướn 87.000 nhân viên IRS để mà đi audit kiểm soát thuế của những người dân để mà lấy tiền, nó sợ. Cái này như gì đang nói, cái này cái budget này nằm ở trong cái vấn đề mà Inflation Reduction Act, là dùng để mà vấn đề IT, cái hệ thống kiểm toán nó quá thô thiển mà nó bị lạc hậu bao nhiêu năm rồi. Bây giờ cái gì cũng phải là kiểm toán ghê gớm, mà phải có vấn đề mà cyber security ghê gớm. Cái tiền đó đi vấn đề mà IT, vấn đề customer service để mà explain giải quyết, chứ không phải là 87.000 nhân viên chuyên mà đi audit. Đó là quá nói vậy các bạn, cháu nghĩ nó khoảng trên dưới 10.000 job thôi. Mà những cái job đó là customer service, IT, vấn đề PR, vấn đề education cho bệnh nhân, chứ không phải là chỉ 87.000 nhân viên, quá nói láo nói xạo. Cái điều đó không có. Và những cái này chú biết không, những cái mà nói láo nói xạo kia, mà cái điều bọn mà cuồng trong những bọn mà Republican nó đã nói 5-6 tháng nay rồi, mà những cái fact check machine đó của USA, của AP, rồi của Washington Post, mười mấy cái fact check người ta đã đả đảo, ta nói đã, tức là phản biện nó rồi, đã chứng minh là nó nói láo không đúng rồi. Nhưng mà giờ này cháu đi ra ngoài đường đó, cháu nghe bệnh nhân của cháu đó vẫn còn nói cái điều mà láo xạo. Cái điều láo xạo thứ bốn, thứ ba đó là hắn đã nói là cái vấn đề mà hồ sơ mật ở mấy ông Biden hay của ông Trump đó, Kevin McCarthy nói trên đài trước công chúng cả thế giới này là FBI và DOJ đã biết, chính quyền đã biết rồi. Khi mà họ biết là họ đến lấy lúc nào chẳng được. Nói mà một người mẹ mà nó nói một câu mà một đứa con nít nghe nó còn bình luôn, muốn rác bố rác mà lục soát một nhà phải có cái trác tòa, đó là luật pháp của Hoa Kỳ, subpoena. Mà nên nhớ đó, bộ văn khố đó mà chính quyền Mỹ đó đòi Donald Trump đưa lại, hắn ta không đưa trong vòng một năm trời luôn, một năm trời luôn. mười Và tám sau tháng đó một năm rưỡi vâng, không thì một năm rồi sau đó là mới vấn đề mà điều dạ đình qua lại với đám luật sư đoàn. Thì tháng 5 hoặc tháng 6 đó hắn ta mới đưa lại một mớ, mà trong đó có ký một giấy, cái bà Christina Bob nó ký một tờ giấy là chúng ta đã đưa lại hết hoàn toàn rồi đấy nha, không còn rồi. Thì tháng 8 mới vô, lúc đó mới là lục soát.
thì thấy một đống đó mà bọn nó cũng gian, nó làm những chuyện khó khăn cản trở công lý để mà không được coi là những cái hồ sơ như nào. Mà trong cái bọn luật sư nó nói một câu rất là láo nha, chúng bay phải bị cấm không được mở một cái box đó ra, tại vì cái box đó là tài tài sản của ông Donald Trump, chúng ta không được quyền mở ra để mà coi. Dễ sợ, nói những lời mà lếu láo. Rồi thì cái chuyện mà đến lục soát một cái nhà cư dân nào đó, nhà thường dân, công dân Hoa Kỳ nào để mà ấy đó, nó phải có trát tòa. Mà trước khi có trát tòa, cái ông thẩm phán đó, ổng là phải coi có bằng chứng gọi là reasonable doubt, những cái improbable doubt, những cái bằng chứng, minh chứng, vật chứng, tài liệu chứng, nó phải rõ ràng ranh đanh trước mắt ổng. Nói đúng rồi, cái này phải đi lấy thôi. Chứ không có chuyện là FBI biết ở Mar-a-Lago có, tụi nó vô đùng cái nó vô nó lấy. Nói vậy mà nó nói được, thất bại. Cái điều thứ bốn là hắn ta nói là ông Biden, chính quyền Biden bây giờ sẽ tịch thu những cái lò ga đó chú. Mà cái bà Karen John Pierre đó là phát ngôn viên của bộ đó, bà nói là làm gì có chuyện mà vớ vẩn mà con nít trẻ con mà nói, làm sao mà nói được vậy. Họ biết những cái lò ga đó nó tiết ra những cái chất thải mà làm nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta, làm hâm nóng cái nhiệt độ địa cầu, thì họ đang điều nghiên có một cái cách nào trong tương lai để mà mình tìm cái cách nào để mà nấu nướng bằng lửa hoặc là bằng những cái bằng không phải là gas mà cái dạng nguyên năng lượng khác, để mà mình bớt lại cái vấn đề mà những cái lò ga đó. Lò ga nó thải ra những cái chất độc tố làm ung thư chú, mà làm nóng địa cầu lên, làm hại phổi nhiều lắm. Mà chưa kể nhiều khi mình vớt vô ý ấy, mà mình vặn mà không tắt cái ga đó, nằm nửa đêm nó cả nhà bị tai nạn, nó có thể vô nhà thương và có thể bị tuyệt mạng nữa, tại vì ga nó giết người mà trong ban đêm. Mà thì không có cái chuyện mà chính quyền Mỹ mà tới nhà, có nhiều người nói trên internet đó, Facebook là chính quyền Mỹ do ông Biden đó sẽ gửi lính tới tịch thu những cái bếp lò ga. Thì Kevin McCarthy là tay này rất là bựa, mà tay này nó trong các tòa báo ở Europe với chú đang sợ vấn đề cái đám mà extreme này đó, mà MAGA này đó chú, là nó đang là một cái đám nhỏ nhưng mà cái quyền hành nó quá lớn, tại vì nó quyết định cái quyền lực của Hạ viện. Mà cái quyền Hạ viện này nó đang nói câu mà ông Zelensky là ông welfare king, tức là ông ăn welfare của nước Mỹ này, cho nó muốn tìm cách nào để mà cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Mà chú vừa rồi đó, cái vấn đề mà gửi mà những cái thang mà Abraham mà 31 mà M1 đó chú, 31 cái thang mà M1 Abraham đó, hay là giống như bên German có 14 cái Leopard mà A6 đó, nó bị delay. Cái bọn mà Hạ viện này đó, nó muốn làm sao mà nó giảm này cái vấn đề mà tiếp viện cho Ukraine, nó đi theo cái đường lúc của Donald Trump. Bà con cô bác nhớ Donald Trump có một lần là cái cứu cánh cuối cùng là lại cắt giảm 400 triệu cho Ukraine để mà chống lại Liên Xô, chứ còn cái vấn đề cái cánh cuối cùng không phải là nhờ nói Zelensky để mà mở cuộc điều tra Biden để mà làm giảm khả năng Biden mà ứng cử và tranh cử lại Donald Trump. Lúc đó ông Biden chưa chắc là ứng cử viên cho đảng Dân Chủ, cái khả năng cũng chưa biết là như thế nào nữa. Cái cứu cánh cuối cùng của cái cuộc khủng hoảng đó là hắn ta hù dọa làm sao để mà hắn ta không viện trợ 400 triệu đô la cho Ukraine. Cho nên giờ này bọn này cũng đang làm những cái chuyện đó. Thì chú thấy không, cái Phần Lan, Thụy Điển là hai nước rất là quan trọng. Tại bên Phần Lan nó có 285.000 lính mà có 6.500 chiếc xe tăng. Mà bên Thụy Điển đó là cái theo dọc trong cái bờ biển Baltic đó chú, là cái bên hải quân không quân đó của Thụy Điển đó, nó rất là lớn mạnh. Thằng đó nó phối hợp nhịp nhàng nhau, nó thành làm cái tiền đồn của NATO. Đây, phải có Thụy Điển nó cho mượn đất này nọ mới đem quân ra, mới giúp được bên Phần Lan được chú. Mà Phần Lan là cái biên giới dọc của nó là khoảng chừng 1.300 cây số biên giới sát lại Nga đó. Đó thì hai thằng đó phải nhập cùng một lúc, nhưng mà thằng Erdogan là thằng khốn, cái thằng thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ chú, nó vốt làm sao bây giờ không cho hai nước nó vô trong NATO. Bây giờ mà muốn loại trừ nó không được, tại vì những cái luật pháp mà
ngay từ đầu mà cho mà của NATO đó, thằng Thụy Thổ Nhĩ Kỳ nó là một thằng ally, gọi là strategic ally, là một một cái đồng minh chiến lược, không thể nào mà có một cái cơ chế nào mà loại bỏ nó bằng vốn được. Cho nên một lúc nào đó phải họp lại mà thay đổi, giống như thay đổi hiến pháp vậy chú, để mà loại trừ thằng thằng Erdogan. Thằng này là rõ ràng nó cùng bọn Viktor Orbán, là cùng bọn Putin, bọn chúng là bọn độc tài phát xít đó, nó phải hỗ trợ nhau. Miệng nó nói là tại vì Sweden là Thụy Điển ủng hộ cái đám người Kurd là PKK đó, là cái đám mà terrorist đó, hại nước nó, cho nên là nó không muốn Thụy Điển vô. Mà thật ra chính Thụy Điển, Hoa Kỳ và những nước NATO đó đều công bố cái bọn PKK là bọn terrorist. À, nhưng mà nó tìm đủ mọi cách để mà cho thằng Thụy Điển vô, mà khi Thụy Điển mà không vô được á, thì cái vấn đề Phần Lan có vô được nó cũng không có được toàn vẹn. Nhưng mà Phần Lan nó nói là nếu mà thằng Turkish này nó block Thụy Điển để mà permanently, tức là permanent là gì chú, là vĩnh viễn đó, không trở thành member, thành viên của NATO đó, thì thằng Phần Lan nó sẽ vô một mình, nó có còn hơn không. Thì chú thấy không, cái bọn đó rằng Putin đó, nó đang tiếp tục kéo dài chiến tranh lại Ukraine để chi, tại vì càng có thời gian đó, thì cái đám MAGA extremist này, cái đám mà bán nước hại dân này nè, cái đám mà theo ông Trump mà là đệ tử của Putin, bọn này đã lấy tiền của Putin hay là bị Putin nó nắm cái đuôi đó, mà không làm là chết với nó, chết. Bọn này nó phải bán nước ngay giữa thanh thiên bạch nhật của chúng ta, nó làm những chuyện mà giảm cắt giảm chi tiêu và cho viện trợ cho Ukraine, và nó kéo dài từ từ, nó mạnh lên, nó lớn lên. Thì mai mốt đó, thằng Putin đó, cái tin tiết lộ nói là Putin muốn kéo dài chiến tranh ra, để mà khi cái đám mà GOP mà MAGA Trump bưng lô liếm đế trong chúng, mà nó lớn mạnh lên từ từ, nó nắm chính quyền đó, nó dùng cái luật của nước Mỹ đó, Hạ viện Quốc hội đó, để mà làm sao mà không cái tiền viện trợ Ukraine nó giảm đi, và cho Ukraine, và cái vấn đề mà nó phải bỏ luôn Ukraine luôn, hoặc là có những cái viện trợ mà vũ khí đó chú, nó sẽ chậm lại hoặc là không viện trợ một cách đầy đủ, để làm bất cứ những cái gì để mà cho Ukraine không được kết thúc. Mà ông Biden nói là chúng ta cần phải kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Có những tay mà láo lế Việt Nam ngồi nói như chạn bùn đó. Ô, Mỹ nó không muốn, nó muốn tại vì nó bán đâu, viện trợ có bán đâu, có lời là cái đám mà tài phiệt vũ khí này, mà thậm dụ vũ khí đây cũng là chính phủ thôi, kiểm soát thôi, những cái hãng tư này nó lời được bao nhiêu, cái đó không quan trọng bằng kết thúc cái cuộc chiến này đó. Nhưng mà những tay Việt Nam mà chạn bùn mà ngồi đánh cờ tướng hay uống cà phê, ngồi nói vác chân lên 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 cổ mà nói như chạn, mà nói láo, mà không biết ngược đấy chứ. Ồ, nó muốn thử vũ khí, nó muốn nó bán ngu gì ngừng lại, là làm sao bán được, có bán có ai mua đâu, cái này là viện trợ không cho thằng Ukraine mà. Vâng, thì mình thấy rõ ràng trước mắt cái vấn đề người dân đó chú, cái ông Hakeem Jeffries đó, trong cái đảng Dân Chủ đó là 42% là chấp thuận ông, chỉ có 6% là phản đối ông, không chấp nhận ông. Nhưng mà Kevin McCarthy trong đảng hắn ta đó thì có 33% là chấp nhận, mà 18% là phản đối, không chấp nhận. Nhưng mà nói về nước Mỹ đó, ông Jeffries đó, người ta làm cái nghiên cứu thì 21% là thích ổng, mà 21% là không thích ổng. Mà Kevin McCarthy đó chú, chỉ có 19% người dân nước Mỹ là approve Kevin McCarthy, còn 38% là không thích tay này. Chú thấy không? Thấy rõ ràng tay này giờ này hắn ta nói là ông Biden đang hại nước Mỹ, đưa nước Mỹ vào cái vần vực thẳm suy thoái kinh tế, mà hắn ta lại không nói những con số rõ ràng, 290% tăng trưởng kinh tế, số lượng job tăng lên rất là nhiều, cái số cái tỷ lệ thất nghiệp 2 mấy%, thấp nhất trong vòng 60 năm nay. Chưa có một tổng thống nào mà lên mà đẩy cái nền kinh tế mà nó tăng lên kinh khủng như vậy, mà tăng lên trong cái thời buổi, trong cái cơ cảnh gì là đại dịch, cả thế giới bị điêu đứng, là chiến tranh Ukraine, cái vấn đề lạm phát, cái vấn đề mà thặng dư đó, cái vấn đề mà cán cân mà cung cầu đó, nó thay đổi áp phát cả thế giới luôn. Mà trong cái thời buổi kinh khủng như vậy, giống như cái đứa trẻ em nghèo đó mới qua đó, không có một chút tiếng Anh, mà sau này vô trường Berkeley, vô trường y khoa, trong vòng có 6 cháu qua đây 5 năm, trong vòng 6 năm cháu được nhận vô trường y khoa,
không có dễ gì vô được UC Berkeley, electrical engineer. Thì cháu nghĩ ở cái cơ cảnh khó khăn như vậy mà ông Biden, chính quyền đương nhiệm đảng dân chủ, vẫn có thể làm cho nền kinh tế nó vực lên như vậy. Mà tại sao có những bọn mà mồm hôi lưỡi bẩn, những bọn mà bất nhân vô đạo đức, bọn cháo chở mà lưỡi rắn, cái lưỡi không xương mà nhiều đường lắt léo, lại nói là kinh tế nước Mỹ này, mà không nhận làm cái poll đó chú, cũng nói là nước Mỹ này 65% người dân Mỹ họ nói là ông Biden không có làm đúng. Cháu cũng không hiểu cái nước Mỹ này làm sao luôn, mà trong khi đó bọn nó ăn đầy ngập đầu, tiền bạc nó vô hơn lúc trước nhiều, mà mồm miệng mồm nó làm sao mà nó nở lòng nào nó nói ngược lại. Cháu không biết những đứa mà nó làm survey nó trả lời như thế nào. Thì cháu nói chỉ có 27 trong cái sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa đó chú, cái chính của nó là chỉ dưới 1/3 những người trong đảng Cộng hòa, những người mà bầu cho đảng Cộng hòa đó, họ nghĩ là cái đám Cộng hòa bây giờ đó, đảng Cộng hòa đang đưa nước Mỹ vào cái hướng chính, cái right direction. Còn 73% họ nói là cái đảng Cộng hòa này không xong rồi. Vâng, thì chúng ta đã thấy Bây cái giờ vùng quê suy giảm câu rất hỏi chốt với bác sĩ để bác sĩ là và mình sẽ khép lại chương trình. Cái tin thì ông Steve Bannon, tức là nhân vật mà cố vấn cho ông Donald Trump đó, rồi bị truy tố đó, bị sẽ có án lệnh là không không nghe lời của Hạ viện mà đi thăm ra lấy lời khai đó. Vâng. Thì bây giờ ông tiết lộ như thế này, ông kêu là cô Taylor Greene là dân biểu ở Georgia đó, có cái là đơn gọi là đứng phó với ông Donald Trump nha. Và một trong những người để ông Trump chọn cô này đó, thì bác sĩ nghĩ sao về một cái người mà gọi là MAGA thứ thiệt, MAGA mà quậy tan nát, mà ăn nó bừa bãi không đâu ra đâu ấy, mà bây giờ Trump nhận có thể là đứng phó liên danh với ông Trump, thì bác sĩ nghĩ sao và kết thúc chương trình? cháu nghĩ là ma đạo tự hủy chú, cái bọn mà bàn môn trả đạo, cái bọn mà bất nhân vô đạo đức, cái bọn mà ác nữa. Thường thường nó làm những chuyện mà tự hủy không à. Cháu 50 mấy năm làm người rồi, cháu thấy ở hiền gặp lành, thường thường người cho đi mà người hy sinh đó là được, người có chuyện gì xảy ra họ nghĩ mình đặt vị trí vào người khác mà nghĩ cho người khác, mình chịu thua lỗ cũng sao. Hôm qua cháu khám cho một cái cô đó mà là cháu chích được, mà bác sĩ làm việc chung với cháu không chích được, cháu chích, mà trong khi mà cháu khám lại đó, cháu thấy là cô đó không có bệnh đó. Khám thì cháu nói là mình không nên chích cô ạ, à, tại vì bác sĩ không có do no harm, cô không có bệnh decoven tenosynovitis không nên chích. Thì cô đó cô bực mình, cô ngồi dậy nói nếu mà không, với tại ông xin phép để có thuốc làm chi lúc đó, thôi rồi bây giờ tôi chờ đợi, tôi trả tiền cô bay bây giờ không chứ, tức là đưa mình vào cái thế bí luôn. Thì tao nói là nếu mà chị ông đồng ý thì chị gọi gọi luật sư, chị đổi bác sĩ, chị làm gì làm, nhưng mà bản bản thân tôi khi mà tôi thấy nó không phải là cái bệnh decoven thì dù có thuốc ở đây tôi nghĩ là chị không nên chích. Mà nếu mà chị nói là tôi có chích đi có gì chị chịu, tôi cũng không không chích nữa, tại vì cái đạo đức của một bác sĩ là do no harm. Tại chích vô đó chú, cái mũi kim đụng vào trong cái dây cân đó nó gây ra những chuyện gì bất ngờ mình không biết được. Cho nên chị dặn là chị thì cũng vậy, cái người mà hiền hay nghĩ cho người khác đó thường thường đều nó, còn cái đứa mà gian manh như mày cho Taylor Greene đó, hay Trump đó, Trump là cái đứa mà nhiều người chúng ta biết là cái tay mà hắn ta không có nghĩ vợ con hay là Chúa Phật hay là bất cứ ai, hắn ta chỉ nghĩ cho cái sự sinh tồn và lợi lộc cho bản thân hắn ta thôi. Một đứa mà ái kỷ mà kinh khủng nhất trên cuộc đời này là perfect, trong lớp trong tương lai mà có cái dẫn chứng là một người mà độc tài ái kỷ narcissistic person, Donald Trump là cái model đó, cái example toàn vẹn nhé. Và thì hắn ta nghĩ mình tôi để mà cho có lợi hắn ta để kéo kéo phiếu, mà thật ra hắn ta đang làm, nếu mà mày cho tôi riêng mà hắn ta từ chết tới bị thương. Mà nói thật ở Fannie Willis ở bên quận là Fulton đó chú, là bả là công tố viên đó, gần thời gian gần thôi, cháu nghĩ trong vòng tháng 2 thôi là sẽ
truy tố Donald Trump trong vấn đề mà có những phối hợp những kế hoạch của nhiều tiểu bang khắp nơi, chứ không phải là chỉ ở Georgia chú, mà điều hành bởi cái ban vận động tranh cử của Trump đó, để mà làm sao mà thắng cử một cách gian lận bất hợp pháp, làm sao có được 11.780 lá phiếu, hơn một lá phiếu quay lại. Thì cái đó là ông George Duncan, tức là ông này là cựu phó thống đốc của Georgia, ông đã khi mà interview ông nói thẳng là có quá nhiều đầy đủ bằng chứng này, có cả mountain evidence, có một cái núi bằng chứng. Thì cái chuyện mà truy tố đâu là trong vấn đề mà hình sự này là cái chuyện là imminent, là chuyện là chắc chắn nó xảy ra trong một số mà chịu, không phải là vấn đề có hay không nữa, mà vấn đề khi nào. Thì quý vị sẽ coi trong vòng, tôi nghĩ trong vòng tháng 2 vấn đề truy tố trong, rồi sau đó ông Jack Smith chúng ta sẽ thấy tiếp tục vấn đề đó. Thôi bây giờ hết giờ rồi, mình không có dịp là nói cái vấn đề George Santos với lại vấn đề mà những classified document ở trong My Pen, thì có thể lần tới mình nói cho chú nha. Vâng, và Dạ. kính chào chú ạ. Vâng. Qua sự trình bày của bác sĩ Ngô Bá Định, chúng tôi sẽ khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi xin kính chúc quý vị nếu nghe chương trình xong có một giấc ngủ bình an. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào bác sĩ. Kính chào chú.